học hỏi đi chứ. Cái người lạ vô nhân á mà có mặt ở cõi chung đây là những họ thần nè, thần cây nè, rồi thần giữ biển nè, hoặc là cái một cái hoặc là những cái gì chư thiên mà ở cái đền miếu này nè, ở cái nhặt nữa mới đền miếu đó, đó là gọi là phi hảo đạo anh la, đó là gọi vừa chung đó, thì với từ phi hảo đạo anh la còn có cái là biển mình anh cá nữa. Cái dạng ngạ quỷ này á, ban ngày xuống như là chư thiên nha, nhưng mà ban đêm nó khổ cực như là con ma đói vậy. Vậy nên nó gọi là quỷ ban đi cá, hoặc là nửa tháng sung sướng như là chư thiên, mà nửa tháng thì là khổ, hay là khổ như loài ngạ quỷ á. Và điển hình cái loại này là chính là Diêm Vương. Diêm Vương là người còn cai quản cái tiểu địa ngục ở cái đại địa ngục lên. Thì cái hèm mà ngạ quỷ bên cá này xin lỗi ba thân, một là đạo nhân, một là quan sát hậu xã hóa thiện, thứ hai là không phải gì nhân, thứ ba là không phải tâm nhân. Tức là cái loại mà quỷ ban đi cá này là nó thực sinh bởi ba loại tâm, tâm vô nhân cũng có, tâm nhị nhân cũng có, mà tâm tam nhân cũng có nha. Nhân nghe nè, khi mà nghe pháp Phật cái loài ngạ quỷ quỷ ban đi cá này chứng quả dự luôn thì lúc đó cái sự khổ không còn nữa, mà trở thành vị chư thiên luôn. Cho nên cái vị Diêm Vương mà xuống dưới mà thấy ca tánh tội nhân kia đó, mà nghe pháp Đức Phật mà chứng quả vô luôn, từ đó sao không xuống được một nữa. Mà cho nên cái ngoài lời ngạ quỷ này được ba loại tâm sinh rồi đó, là người tâm nhân đó. Cho nên nó nói gì, nó là cái quả thiện không, quả thiện nhân này nè. Cho nên nó liệt kê là lạc vô nhân. Mà cái loại này nó được sống ở giống như cái giống như là cái bà tiên nữ á, cái bà tiên nữ mà sống ở trên cội cây đó, mà vậy thì phương mà đốn cây rồi cái đứa con vô á, ổng chặt cái đứt cái tay đó, về nghe mặt người thiếu pháp trên cũng phải vô luôn, xong cái mặt người ban cho cái cây ở trước cửa thì vô đó, trong cái dạy cho phong phú đó, thì cái dạng nó cũng được gọi là lạc vô nhân nha. Họ thành rồi đó, mấy cái thần cây rồi cũng gọi là lạc vô nhân, nên giữ này loại này giữ đó. Nếu mà đang là thú ngụ á, mà mình đốn cây á là nó có nhiều lực là nó hại mình liền. Cho nên mấy cây mà cổ thụ mà lâu năm á, năm mười năm trở lên á, tối thiểu từ sáu năm trở lên, từ sáu năm trở lên là có kẻ ngự trong đó rồi đó. Cho nên muốn đốn muốn gì đó là phải là xin phép, tụng kinh này kia xong xuôi là thấy đốn, nếu không thôi cũng bật lại nó làm hại mình á. Từ sáu năm cho lên mà mười năm thì càng ghê nữa, hiểu không? Mà cái tiền thuyết nói là sư thiện minh chết cũng lo đốn cái điệp á, dùng cái quan có cái điệp lâu năm nó là nó ra ra, ông ỷ tài ông đốn rồi phát sinh ra cái ông sư ông nội điên, ông chém cái bà con nữ chết đó. Rồi tiếp theo là ông cũng từ giả gác cọ luôn, cho nên rất là nguy hiểm nha. Thì cái dạng đó cũng được gọi là lạc vô nhân nha. Quý vị đừng có tưởng nha, ở dưới mấy cái đền mấy cái góc này nè, mấy đôi khi có những chư thiên ở trong đó đó, mà chư thiên này gọi là lạc vô nhân á. Nhớ là câu chuyện của bà tiên nữ ngự ở ngạch cửa thứ tư của đất đạo không? Lấy cái dạng
là phu nhân, hiểu cái này không? Đến nào cõi tứ đại dương nè. Rồi mà khi mà nghe cái đạo quả là thì không có còn, không có còn phải nghe đó nữa. Mà khi mà vậy thì chủ nó muốn đi đâu đó thì vậy đó hóa thân ra xuất sanh như là cái thông tin chú giải thích pháp muốn nói về cái tiên chủ voi đó. Thì kiếp thân tử voi này là nó phụ với 33 anh em đèn thanh niên á để mà làm cái quốc xá đó. Có ai có đọc không? À khi mà anh chung tái sanh lên làm thiên tử nha. À, nhưng mà khi mà những cái vị thiên tử mà đi dạm nơi đó thì nó biến ra một con voi 33 ngàn, hiểu không? Cho nên ở cõi cõi thiên giới không có xuất sanh nhưng mà có chim cá voi đó, sư tử thì chưa thấy, mà thấy voi thì có, chim có nha. Thì do những chư thiên hoặc những thiên nữ biến ra để giúp vui cho tu chủ đó. Cứ ở trong nay đi mai mốt phải trở là làm rồng chim. Hiểu không? À bây giờ cái câu hỏi thứ hai. Vì sao á xương của vị thánh A La Hán được gọi là xá lợi? Thật sự là xá lợi đó chính là cái nguyên tắc xương mà thôi. Sarivikatha thú, trong cái bài kinh Tam Bảo đó, Sarivikatha thú tức là cái nguyên chất xương quý báu. Tại sao nguyên cái chất xương quý báu này cũng hay bị sari đó? Đó là xá lợi. Chữ sari có nghĩa là quý giá mà thôi, là cái chất xương quý giá. Là bởi vì cái vị này đó, nó có ba cái đặc biệt mà ít người có được. Thứ nhất là gì? Giới đầu đủ. Thứ hai là thân đầu đủ. Thứ ba là phải đầu đủ. Nói cách khác, vị thánh A La Hán giới định tuệ còn đủ, còn bậc dự lưu chỉ có giới còn đủ mà thôi, bậc nhất lai cũng chỉ có giới còn đủ mà thôi, còn bậc bất lai chỉ có định còn đủ mà thôi, tuệ còn khiếm khuyết. Bởi sao? Bởi vì bậc bất lai đó còn bị cái điên đảo tưởng là cho rằng nó an lạc ở trong cái tư tưởng, trong tâm đó, gọi là trong tâm. Thế là trong tưởng cho rằng nó lạ trong khổ. Cho rằng có lạ trong khổ. Cái khổ đó nhưng mà nó không có, nó có cái còn, nó có lạ. Bây giờ giống như người đi lỗi như vậy nè, quý vị có những người thích đấm bóp đúng không? Người thấy đấm bóp khỏe người lắm đúng không? Mà đấm bóp nó khổ không? Tự nhiên người đang đưa thân cho người ta đánh mà có bị cái nghiệp gì để cho người ta đánh lên đánh xuống đúng không? Hại chứ mà đánh xong một khoái đúng không? Chứ khỏe lắm rồi kia, có phải không? Cái đó cho rằng lạc trong cái khổ, hiểu cái này không? Vậy A La vậy đánh dựng lưu lưu qua vậy thì đánh bất lai như vậy cũng còn cho cái lạc trong cái khổ, tức là trong cái khổ luân hồi vậy đó, cũng giống như con người, cũng giống như tự người. Ví dụ như người có cái visa đi qua Mỹ rồi không, chắc chắn trước sau cũng đi qua Mỹ rồi đúng không? Ở Việt Nam chơi vài ba tuần nữa đi, hãy đi, hiểu chỗ này không? Để ăn hải sản
qua thì chắc chắn lại là hén rồi đúng không? À, nhưng mà thôi nén lại kia nó chính có cái tưởng lạc trong cái khổ, chứ không biết là một ngày còn đông hồi là một ngày còn khổ, hiểu cái này không? Còn vị thánh là hén hoàn toàn không còn nữa. Rồi cho nên để con sinh để cái xương của như vậy đó là quý báu vô cùng, cho nên gọi như là xá lợi sa đi, là cái loại xương quý. Nếu giờ ta tiếng nghĩa tiếng ngôn mình á là cái xương cốt quý giá, nhưng mà như vậy nghe xương cốt quý giá là không có gì linh thiêng hết đúng không, không có gì mà gọi là mầu nhiệm hết đúng không, không có gì mà mê tín được hết đúng không, đẩy cái xá lợi ghê gớm. Tại ta đâu biết xá lợi cái quái gì đâu, cái nhiều người đâu biết xá lợi cái gì đâu nha. Nhưng mà thật sự cái ngày giải thích cái xá lợi này là cái xá lợi báo thân, tức là xương cốt đó. Như quý vị nói những ngôi xá lợi của Đức Phật nè, những ngôi xá lợi của Đức A La Hán nè, A La Hán thiệt đó nha, chứ không phải A La Hán mà A La Hán giả mạo nha. Bây giờ có những ngôi xá lợi A La Hán giả mạo nhiều lắm đó nha. A La Hán thiệt đó, rồi xá lợi Phật thiệt luôn á, thì chỉ là báo thân mà thôi. Nếu Đức Phật này lưu lại để chi? Để cho người ta có tưởng niệm đến công đức của các ngài đó đó. Để chi? Để học tập theo. Cho nên cái xá lợi tốt cho ngài nữa đó là xá lợi báo thân. Đây, cái xá lợi này mới là quan trọng đây. Cái xá lợi này quý vị không tìm đâu xa hết. Cái xá lợi báo thân này quý vị không tìm đâu xa hết. Xá lợi báo thân quý vị còn đi tìm nha, nhưng mà chưa quý bằng xá lợi pháp thân, mà pháp xá lợi pháp thân quý vị không cần phải đi tìm đâu xa hết nha. Xá lợi pháp thân nó chính là giới định tuệ. Cái người thực hành theo giới định tuệ là đang xây dựng cho mình cái xá lợi, cái bảo pháp cho mình luôn. Bây giờ xá lợi pháp thân ở bên ngoài quý vị cũng lãnh lễ công đức rồi đúng không? Nhưng mà cái tốt nhất là quý vị chứng được đạo quả, chứng được cái bàn, cái đó có bao không? Lãnh lợi xá lợi có thể đến thì được không? Còn chứng được đạo quả cái đó thì người được không? Nếu mà muốn chứng được đạo quả thì giới định tuệ, ngoài ra không có con đường nào khác. Nếu quý vị muốn kiếm cái lợi đi thì kiếm dùm giới định tuệ ở trong thân quý vị nè. Chạy chi kiếm có 1.500 ngôi xá lợi, 1.500 đô nha, chứ không phải 1.500 người tiền Việt Nam nha, 30 triệu luôn. Rồi vậy có lúc bị mất rồi tiếc đúng không? Kiếm người này không bị mất đâu, kiếm giới định tuệ mà siêu thiên cái gì cứ giữ giới, cứ giữ giới dùm, rồi chúng ta thiền định sẽ phát sinh trí tuệ. Khoan dội cái chuyện bán hai cái bước đầu làm trước đi, khoan gọi lên đại học đã, học trung học trước đi cho nên hoàn tất đi, hãy lên đại học nghe rồi đúng chưa, thỏa mãn chưa, thỏa mãn hết chưa?
Đó là phần Như Lai. Cái này là và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa thì cũng loại trừ
thể rõ rồi không? Và sẽ sanh ngoài cõi ngũ quỷ đúng không? Đang chết, đang sanh, đang chết trong cõi ngũ quỷ, từ cõi sắc ngũ cánh. Tới đây hiểu chưa? Cho nên phải còn tái sanh đúng không? Vậy còn tái sanh có khả năng tái sanh vào cõi sắc tánh nữa không? Không không? Giờ đang sanh đang chết trong cõi ngũ quỷ, từ cõi sắc tánh đúng không? Rồi chết đi đúng không? Chết mà. Rồi tái sanh lại, sẽ sanh lại đúng không? Sẽ sanh lại, có thể sẽ sanh lại trong cõi sắc tánh không? Có không? Lên có không? Có không? Có. Có không? Con nói sai cho sư làm rớt cái chai. Đây, nghe nè. Cho nên là sẽ sanh vào cõi ngũ quỷ đủ rồi. Bây giờ một có thể ở cõi thiện kiến nữa không? Chết mà không sanh phải A-la-hán không? A-la-hán có còn sanh không?
rõ ràng họ chết rồi, chết mà không sanh. Để có từ cõi, cõi cõi này ra không? Không nghe, không từ phải từ nữa nghe. Hiểu không? Ở cõi lâu diễn này có gì cả la lán không? Có không? Có thì ta từ trời chết không sanh nữa. Hiểu cái này không? Rồi, ở đây chưa hết đâu. Như vậy cái quy luật là chỉ cho người còn sẽ ra trong cõi cũng đúng không? Để mà sắc uổng sẽ thanh mà. À, điểm thứ hai chúng ta sẽ có là gì? Người là phu nhân đang sanh, đang chết trong cõi vô tưởng. Được không? Tại sao vậy? Bây giờ nghe nghe cái lý nè. Người là phu nhân đang sanh đang chết trong cõi vô tử, đây cái cõi vô tử từng đây nó phải từng đây đâu, nó nằm vô túc kia nghe dễ tình chân thôi nghe. Ở trên này là năm mấy năm tâm kiếp tới đất đúng không? Cái người vô tử trên này sao có năm tâm kiếp tới đất sẽ sanh không? Sẽ sanh về đâu? Về đâu? Về cõi dục giới. Tại trên đó đâu có con thiều đâu mà sanh loại sắc giới được nữa. Sanh về cõi dục giới sẽ là người tam tam nhân. Yeah. Người tam nhân. Yeah. Rồi. Như vậy rớt về cõi dục giới được chưa? Vậy rớt về cõi dục giới thì sắc quẩn sẽ sanh không? Thọ quẩn sẽ sanh không? Được không? Người lấy chi pháp thì được không? Được chưa? À, được rồi, qua. Rồi. Cái gì thông minh đó, nói cho hiểu liền. À, nói hiểu liền không? Câu đó là câu gì? Câu nó móc quá. Câu nó móc quá. Rồi, còn tiếp nữa là phạm tam nhân. Biết phạm tam nhân không? Biết không? Giỏi à? Phạm tam nhân mà biết từ giỏi à? Biết được tất cả. Phạm tam nhân đang sanh, đang chết trong cõi vô sắc. Đây, con thường nghe đây. Cái phàm tam nhân đang sinh đang chết trong cõi vô sắc. Thì cái người phàm tam nhân này có khả năng rớt xuống cõi dục không? Có không? Tại sao? Tại vì giờ nè, bây giờ đến đây nghe là cõi vô sắc. Cõi tâm nhân viên xứ đi. Cái phàm tam nhân sinh lên đây đúng không? Đúng không? Mà trong cái cõi vô sắc này không bao giờ có cái tâm sơ đạo, không bao giờ có tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo có là khi nào do nghe pháp của Đức Phật mới chứng đắc được sơ đạo đúng không? Đúng không? Mà trong cõi vô sắc thì Đức Phật đâu có lên đó thuyết pháp đâu. Mà dù có lên đó thuyết pháp cũng không được, bởi vì người đã vô sắc thì không thể có âm thanh. Mà đã khỏi vô sắc với người đó cũng không có cái lỗ tai, làm sao mà nghe? Nên Đức Phật này không có lên đó bao giờ, hiểu cái này không? Cho nên trong cõi này không có tâm sơ đạo, không có tâm sơ đạo. Mà một khi tâm sơ đạo không có thì sẽ không có tâm sơ quả, đúng không? Nếu tâm sơ quả không có thì người sơ quả không có, đúng không? Thì một lúc nào đó thì cứ mãi mãi, cứ lên đây cứ mãi mãi là phàm tam nhân, đúng không? Thì cùng đấm kiếp đó còn cái du hưởng tu thiền đó. Người này tu thiền chứng được tích vô vi xứ. Người cũng, nhưng mà dù chứng được tích vô vi xứ chết cái tội không vô vi xứ, đúng không? Tái sanh ra tích vô vi xứ, được không?
vẫn còn là cái cõi vô sắc, nhưng vẫn là phàm nhân, vẫn cứ là phàm nhân thôi. Nhưng mà rồi á, cái cõi mà chúng tôi đi xứ này một lúc nào đó không thể tu thiền được nữa. Cho dù một lần hai lần ấy, một lúc nào không thể tu thiền nữa. Tại sao? Tại vì cái phàm cái định này cái nhân để mà ủng hộ cái định này chính là cái giới. Cái nhân để mà ủng hộ cái định được mạnh là do giới, nhưng mà bây giờ không chịu giữ giới mà cứ lo cái từ thiện không à. Tự hiểu cũng tốt đó, nhưng mà kêu phải giữ giới dùm để nó ủng hộ cái định. Thì cái định của thánh nhân, định của vị sơ quả đó, cái giới của sơ quả đó, giới của bậc sơ quả đó bảo vệ chưa không bị sức mẻ nữa, không hề bị sức mẻ bao giờ. Cho nên vị sơ quả sanh ra từ cõi đó, nó có thể tu thiền nhiều lần được, nhưng giới phạm nhân sức mẻ không? Mà giới cũng không cái định đúng không? Tu tập một lần thì có khả năng lượng giới còn mạnh mà. Nhưng mà lần thứ hai giới thì đúng rồi. Nhưng mà lần thứ ba giới không đủ sức để ủng hộ được nữa. Tại vì giới này là mình nói hôm nay cái pin nó xài hết pin rồi phải sạc không? Giờ cái pin này không có chỗ sạc để cho nó đâu có cách nào giữ giới để cho giới còn giữ giới đâu. Nó cởi vô sắc làm sao có giữ giới được, làm sao mà cái giới được những mình được. Cho nên người tam nhân người ta nói nhiều lắm là hai kiếp tu thiền thôi, rồi hết rồi kiếp đó thì phải rớt xuống là người dục giới. Mọi người làm người dục giới phải người ngủ đúng không? Vậy chi pháp này được chưa? Được chưa? Được không? Cho nên khi pháp câu mở câu hỏi giống như cái phần này đáp phải. Là tất cả những người này đều tái sanh vào cõi dục giới đúng không? Mà cõi dục giới thì sắc quẩn sẽ sanh và thọ quẩn cũng sẽ. Thế nên hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Khô cổ quá. Rồi hiểu không? Cái nhóm này hiểu không? Rồi, cái nhóm nhà lầu đó có hiểu không? Mấy con hiểu không? Qua được chưa? Qua được chưa? Rồi chắc hôm nay không được câu này nữa. Chúng ta đi cầm về đây mới hiểu rõ cái gì, con không còn nghe nữa. Ở hôm nay là muốn đi bay. Muốn đi bay thì sẽ đắc thần thông thôi. Rồi, bấm ngược. Cái bài vừa là trước có đọc không? Nào, bấm ngược nè. Hay là họ quẩn sẽ sanh với người nào thì sắc quẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái phần đáp này, đối với người trong cõi vô sắc rồi viên tịch niết bàn, sắc quẩn thế quên họ quẩn sẽ sanh. Đối với người sẽ sanh vào cõi vô sắc, đối với những người sẽ sanh vào cõi vô sắc rồi viên tịch niết bàn thì họ quẩn sẽ sanh, nhưng sắc quẩn sẽ không sanh với những người ấy, đúng chưa?
Còn đối với những người sẽ sanh vào cõi ngũ uẩn thì sao? Thì thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh. Đây là cái câu của sư, nhưng mà câu của Đức Phật được không? Câu Phật là đối với những người ngoài ra, đối với những người ngoài ra thì thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh, phải không? Bây giờ chúng ta nghe thứ nhất với một. Cái phần đó đối với những người sẽ sanh vào cõi vô sắc, rồi viên tịch niết bàn đây. Cái bế ngộ kêu, còn đối với những người sẽ sanh vào cõi vô sắc rồi viên tịch niết bàn thì thọ uẩn sẽ sanh, nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những người đó, đúng không? Bây giờ cái bế ngộ đó, Phật thì nói vậy, ta thấy là cái người mà sẽ sanh vào cõi vô sắc rồi viên tịch niết bàn, thì cái người mà sanh vào cõi vô sắc á, đừng có coi bài học nữa, tập trung nghe đây. Cái người mà sanh vào cõi vô sắc để rồi viên tịch niết bàn phải là người nào? Thế người ta nhân được không? Người ta nhân được không? Nãy mới vừa giảng vừa sắc. Cái người tam nhân tái sanh vào cõi vô sắc có thể viên tịch niết bàn được không? Mới vừa giảng vừa xong đó. Không được, đúng không? Thì chỉ có bậc thánh hữu học đã tái sanh đó mới là viên tịch niết bàn, đúng không? Đúng không? Vậy cho nên chúng ta thấy muốn sanh vào đây phải là bậc thánh hữu học, đúng không? Mà sư đã nói với chị này là ở trong tam giới thì có ba cái cõi, thứ nhất là cõi quả, thứ hai là sắc cắn, thứ ba là cõi phi tưởng, phi tưởng. Như vậy thánh hữu học mà tái sanh do cái một trong ba cái cõi này, cõi này thì không có gì thánh hữu học được, rồi chỉ có bậc a na. Bậc gì vậy này? Trong cái cõi đó chỉ có bậc Anh Hàm, đúng không? Chứ bậc bất lai thôi, đúng không? Còn sơ quả gì quả không được tái sanh vô, đúng không? Có đúng vậy không? Rồi. Thì cõi này có từ dự lưu đến tăng quả được không? Được không? Cái cõi quả quả này có từ bậc dự lưu cho đến bậc tăng quả được không? Được không? Được. Mỗi thì hưởng được. Được không? Được. Nhớ không? Ví dụ như bậc dự lưu mà tái sinh bậc bậc quả này, dù không chứng đạo quả cao, ghê chưa qua là hán cũng phải tái sinh là chính cái cõi đó, cho đến khi nào chứng qua là hán rồi mới viên tịch niết bàn ở cái cõi này. Mở tôi nhớ không? Tôi hỏi không? Hiểu cái này chưa? Mà mục tiêu là phải là vì thánh hữu học tái sinh cõi vô sắc, đúng không? Thì mới cõi vô sắc thì mới viên tịch niết bàn đó được. Bởi vì quy luật của bậc thánh là sao? Khi những vị phạm thiên sanh lên cái cõi nào nó không bao giờ rớt xuống cõi thấp hơn. Thế ngày lên đi, ngày cho ví dụ giống như con chim vậy đó, con chim nó có đôi cánh, nó đậu cành cây này, đúng không? Cái cành cây này gãy thì nó sẽ bay lên cành cây khác, mà không bao giờ rớt xuống đất bao giờ, không bao giờ rớt xuống đất nha. Còn phàm nhân chúng ta giống như cái mít vậy đó, đúng không? Biết cái mít không? Khi nó rụng rồi rớt sẵn xuống đất rồi. Bởi sao? Bởi vì mình không có đôi cánh như con chim. Cái đôi cánh như con chim chính là cái bát chánh đạo. Mà vị thánh A La Hán, quên, vị thánh dự lưu có bát chánh đạo không? Có, cho nên khi gần chết chỉ có niệm,
biết cảnh giới rồi, nhưng ngày nó ước nguyện về cảnh giới nào của mình, còn mình ước nguyện cũng được, mình cũng đủ lực. Mà cho nên tại vì mình còn mình giàu quá mà nhiều phiền não quá mà mình nhiều phiền não quá không, không được. À cho nên nếu mình rớt giống như rớt một cái nít, mình rớt cái thằng thẳng xuống hố, có đôi khi nó rớt ra trên đất cũng có, mà đôi khi nó rớt thẳng xuống hố cũng có. Nghe phạm nhân có đôi khi rớt thẳng xuống địa ngục không? Mình có đôi khi đã trở thành người không? Cô ơi, hiểu cái này không? Giống như luật của Bậc Thánh, khi Ngài là những gì phạm thiên rồi đó, thì không bao giờ Ngài tái sanh cõi thấp hơn. Ví dụ như Ngài Thích Trụ Hoàng này nè, tái sanh cõi gì thì tái sanh cõi gì thì trong kiếp đó không chứng đắc thiền, cũng không chứng đắc quả vải hết, chết tái sanh là cái cõi nhị thiền, không rớt xuống cõi sơ thiền, không rớt xuống cõi cõi sơ thiền thấp hơn cõi gì thiền không, không rớt xuống cõi thấp hơn. Hiểu chỗ này không? Bây giờ cái cõi cái vị thánh mà ở cái cõi vô sắc, vị thánh là cõi vô sắc, không chứng đạo quả cao hơn, cũng không chứng huyền nữa, khi chết tái sẽ là chính vị cõi đó chứ không rớt xuống cõi thấp hơn. Cho nên dù cách nào vậy nó cũng phải như vật ở cõi vô sắc đó. Hiểu chỗ này chưa? Có hiểu quy luật của người bậc thánh chỗ này chưa? Có nắm được chưa? Cho nên Đức Phật mình ngày mới nói này, đối với những người sẽ sanh trong cõi vô sắc rồi viên tịch, thì những người cũng chỉ như bậc thánh hoàng đó, nghe rồi viên tịch thì họ vẫn sẽ không sanh là sắc luẩn, cũng sẽ không sanh. Vậy thì tuyên qua đó thì dễ. Cái phàm tâm nhân, yeah. Người phàm tâm nhân này có thể chứng đạo quả trong cái kiếp đó không? Phàm tâm nhân có thể chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả không? Ở trong kiếp này không? Người phàm tâm nhân đó chứng được nhị quả, sơ quả, tam quả trong kiếp đó, rồi có thể chứng được thiền vô sắc không? Thiền vô sắc không? Vậy đó tu thiền thì chứng được thiền vô sắc không? Như vậy vị sơ quả sau khi chứng sơ quả rồi vậy tu thiền vô sắc được không? Rồi chứng thiền vô sắc được không? Rồi mệnh chung vậy đó tái sanh về cõi vô sắc được không? Đúng như đầu chưa? Được chưa? Vậy đó cũng sẽ sanh về cõi vô sắc chưa? Cho nên ngài chúng cái nó lấy chi bát tập phạm tâm nhân để sanh trong hành nhân ở đâu cho cõi dân âm thanh nhân ở bao nhiêu loại? Mấy 16 loại hả? Mấy loại? Cho con mượn cái mất rồi. Mấy loại? Nhiều. Mà phàm tâm nhân lại nó cõi cái cõi nào chứng đắc đạo quả, cái cõi cõi chứng sắc có chứng đắc đạo quả được không? Cái đây yêu cầu mình là đang chứng đắc đạo quả đúng không, thì ở bao nhiêu cõi? Mấy? Mấy cõi? Tính lại coi, ngồi xuống đi. Tính lại đi. Nói, giải tả, chẳng tính lại đi. Phàm tâm nhân, nghe nè. Phàm tâm nhân, mà có thể chứng được đạo quả đó,
nha. Ở bao nhiêu cõi? Chỉ có 10 cõi thôi. Thôi 9, 16, 10 7 cõi vô dục giới thôi, 7 cõi vô dục giới, 10 cõi sắc giới đúng không? Là 17 cõi thôi. Chỉ có 17 thôi, cõi thôi. Ủa chứng đạo mà, không có chứng đạo sao chứng quả? Thì đạo quả có 17 cõi thôi. Sanh cõi vô sanh có chứng đạo quả không? Không. Nhớ dù cái thân đang thân nhân mà sanh lên cõi vô sanh là không chứng đắc được đạo quả. Nha. Rồi, mà cái này yêu cầu phàm thân nhân chứng đắc đạo quả đúng không? Đúng không? Vậy là phàm thân nhân là mà Có phải không?
đúng rồi. Để cho sắc thân lậu quyền nó diệt, nó sinh bởi sắc lậu quyền. Để cái lúc chết ấy, sắc lậu quyền nó diệt lần cuối cùng, nó xuống diệt xong mất, nó xuống. Cái này nó đúng theo sướng với nhau sướng cũng có giọng theo sướng nữa nè. Rồi bây giờ nè nhập hàng tam nhân nó có thể lái xuống được khỏi quả không? Phạm tam nhân có thể lái xuống được khỏi không quả không? Đó mấy cõi đây là một cõi đúng không? Mà ba cái cõi này cũng như cõi thứ nhì đúng không? Có phải không? Này như vậy bảy cõi giới có người tam nhân không? Ba cõi sơ thiện có người tam nhân không? Ba cõi nhị thiện có người tam nhân không? Ba cõi tam thiện có người tam nhân không? Vậy tổng cộng người tam nhân có bao nhiêu cõi? Tính ra là phải là 21 cõi, nhưng mà chúng ta phải loại trừ 4 cõi vô sắc, bởi vì bàn tâm nhân nó không chứng đắc đạo quả cõi vô sắc nha, đúng không? Thì bàn tâm nhân lại chứng đắc đạo quả ở được 17 cõi đúng không? Ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, một cõi quảng quả đúng không? Phải chưa? 7 cõi vô giới là 17 cõi đúng không? Ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền là bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Tính được thôi, cái này bao nhiêu rồi? Chính cõi quảng quả là nhiêu rồi? Rồi bảy cõi vô dục giới là bao nhiêu? Trời ơi, cứ coi bài học không à, không đâu nghe dễ. Bàn tâm nhân được tái sinh trong 10 cõi ngũ uẩn đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà cõi quảng quả này nè, nhưng mà cõi quảng quả này nè, cái người bàn tâm nhân là chứng quả dự luôn được không? Được không? Chứng nhị quả được không? Chứng tăng quả được không? Tái sinh cõi vô sắc được không? Không. Không. Đúng không? Còn luôn còn luôn quả vị thánh bắt buộc bảy viên và tận cõi đó mà, đúng không? À, cho nên để sanh về cõi vô sắc thì bắt buộc người tâm nhân không có sinh vô cõi quả, đúng không? Lỡ sinh vô cõi quả quả rồi chứng đạo quả thì ở cõi quả quả đó để mà viên tịnh, chứ làm sao mà lên được cái cõi vô sắc được, đúng không? Cho nên ngài cho cái cán lý là người phàm tam nhân đang sinh trong bảy cõi vui dục giới, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tứ thiền, từ cõi tứ thiền tới ba cõi tam thiền, từ cõi tứ thiền. Cái nhóm này phải cõi tứ thiền không? Phải không? Mà nhóm này phải trừ tam nhân ra đúng không? Năm cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư là tam nhân đúng không? Không có tình cư chỉ người bất lai không à? Rồi khỏi vô tử không có người tâm tư người tâm nhân đúng không? Rồi khỏi quả quả người tâm nhân cũng không nên lên được, lên được nhưng mà chứng đạo quả thì phải ở đó liên tịch chứ không thể lên khỏi vô sắc, mà điều kiện phải sẽ sanh vào khỏi vô sắc đúng không? Cho nên là loại trừ cái cõi tứ thiền, tứ thiền có bảy cõi là đúng không? Rồi tới đây hiểu chưa? Nhức đầu rồi phải không? Mấy người gì like không mà nhức đầu rồi phải không? Tới đây hiểu chưa? Rồi sau đó cái phần tâm nhân này chứng ba đạo pháp được không? Ba qua pháp được không? Được không? Rồi vậy đó tu tập thiền vô sắc được không? Chứng được thiền vô sắc được không?
Rồi vậy thì sao nói vậy đó, tái sanh về cõi vô sắc được không? Đáp đúng những cái yêu cầu không? Hiểu không? Chứ ngày tôi cái mới lấy là phàm tam nhân đang sanh trong bảy cõi vui dục giới, ba cõi sơ thiền hay chín cõi sắc giới trừ cõi tịnh cư đó nha. Sau đó chứng đạo thấp rồi sẽ sanh mà cõi vô sắc, được không? Được chưa? Chúng ta hiểu là hiểu chưa? Hiểu được câu đó chưa? Rồi. Sao lẹ vậy ta?
giới. Không xin gọi sắc giới. Rồi sẽ tái sanh vào cõi ngũ uẩn. Sẽ tái sanh vào cõi ngũ uẩn. Ở đây không phải xin lỗi. Là người kiếp đó đang sinh trong cõi ngũ uẩn. Đang sinh trong cõi ngũ uẩn. Từ cõi sanh của ngắn. Rồi sẽ tái sanh vào cõi ngũ uẩn nữa. Này. Bởi vì từ cõi sắc của ngắn không còn tái sanh đúng không? Thì phải từ đang tái sanh cõi ngũ uẩn từ. Cho dù vị thánh nghe nè. Kể ai cũng tin kể mình lo nghe đi. Cho dù vị thánh dự lưu sanh lên cõi quảng quả. Đúng không? Không chứng đắc được đạo quả ca chứng A La Hán, đúng không? Chết tái sanh lại cõi quảng quả, đúng không? Vậy cõi quảng quả phải cõi ngũ uẩn không? Phải không? Chỉ trừ cõi sắc tánh mới không tái sanh lại mà thôi. Đúng không? Nếu còn cái vị tam quả sao nó tái sanh cõi sắc tánh được không? Được không? Vậy cõi tam quả phải cõi ngũ uẩn không? Hiểu cái này không? Còn bốn phàm thì chắc chắn là rơi cõi ngũ uẩn rồi, phải không? Đâu có khó được. Hiểu cái này chưa? Rồi. Hai nữa, thứ ba nữa là gì? À, người làm cái nhân. Đang sinh. Đang chết. Trong cõi vô tưởng. Nhất cái kiếp là phụ nhân nó chết rồi, nó tái sanh rồi, cõi ngũ uẩn không? Có không? Cái người lão phụ nhân giúp cái kiếp đi vô tưởng nó có tái sanh cõi ngũ uẩn không? Có. Cái tiêu đề mình là cái người sẽ sanh vào cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh. Hiểu cái này không? Hiểu cái chốt chỗ này chưa? Cái vế thứ hai là mình làm cái ông tìm ra cái ai mà còn tái sinh cõi ngũ uẩn thì mới đáp ứng được cái yêu cầu là sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh, đúng không? Thì cái người là cái nhân này hiện nay khi chết cõi ngũ uẩn có tái sinh cõi dục không? Có không? Có thì cõi dục phải cõi ngũ uẩn không? Đáp ứng yêu cầu chưa? Rồi. Rồi thứ hai là người hoàn pháp nhân. Đang sinh, đang chết, không cõi vô sắc. Phàm thân nhân mà đang chết thì cõi vô sắc tái sanh người dục đúng không? Làm người, người gì? Người tam nhân thế, người tam. Cái đó là một cái đặc biệt, như. Người chưa bao giờ tìm ra được cái câu giải đáp tại sao những vị phạm tiên rớt xuống làm người nhị nhân. Hôm nào nói cho bữa nay hết giờ rồi cất lại phần của gia bảo. ba cái tiết mục này đáp ứng được là những người này sẽ sanh vào cõi ngũ uẩn không? Đáp ứng được không? Thì như vậy thì sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ, được chưa? Đây là câu gì? Hoàng Vi Giới cách đáp làm sao? Trực tiếp không? Nào, kết luận phân tích trực tiếp không? Rồi xong rồi cũng vậy như đi rồi đó. Bữa nay là trái đi. Tiếp tục trái. Nếu mà tới đây quý vị có hiểu không? Dạ, giải thích rõ ràng vậy có hiểu không?